Trong giờ học trước, các em đã ôn tập về phép trừ trong phạm vi 3, 4, 5. Giờ học hôm nay, thầy cùng các em ôn tập về phép trừ trong phạm vi 6, 7, 8. Phần thứ nhất, ta cùng ôn về phép trừ trong phạm vi 6. Có 6 hình tam giác, bớt đi một hình tam giác. Hỏi còn lại bao nhiêu hình tam giác? Có 6 hình tam giác, bớt đi một hình tam giác, còn lại 5 hình tam giác. Ta viết được phép tính 6 trừ 1 bằng 5. Tương tự, có 6 hình tam giác, bớt đi 5 hình tam giác. Ta viết được phép tính 6 trừ 5 bằng 1. Quan sát hình vẽ, có 6 hình vuông, bớt đi 2 hình vuông. Ta viết được phép tính 6 trừ 2 bằng 4. Có 6 hình vuông, bớt đi 4 hình vuông. Ta viết được phép tính 6 trừ 4 bằng 2. Có 6 hình tròn, bớt đi 3 hình tròn bên phải. Hỏi bên trái còn lại mấy hình tròn? Bên trái còn 3 hình tròn. Ta viết được phép tính 6 trừ 3 bằng 3. Tương tự, có 6 hình tròn, ta bớt đi bên trái 3 hình tròn thì cũng có phép tính 6 trừ 3 bằng 3. Các phép tính vừa lập được chính là bảng trừ trong phạm vi 6. Các em cùng đọc lại bảng trừ nào. 6 trừ 1 bằng 5. 6 trừ 5 bằng 1. 6 trừ 2 bằng 4. 6 trừ 4 bằng 2. 6 trừ 3 bằng 3. Vừa xong, ta đã ôn lại phép trừ trong phạm vi 6. Tiếp theo, ta cùng ôn sang phép trừ trong phạm vi 7. Có 7 hình tam giác, bớt đi một hình tam giác. Ta viết được phép tính 7 trừ 1 bằng 6. Nhìn vào hình vẽ, ta viết được phép tính tiếp theo 7 trừ 6 bằng 1. Có 7 hình vuông, bớt đi 2 hình vuông. Ta viết được phép tính 7 trừ 2 bằng 5. Từ hình vẽ này, ta viết được phép tính tiếp theo 7 trừ 5 bằng 2. Có 7 hình tròn, chuyển đi 3 hình tròn. Ta viết được phép tính 7 trừ 3 bằng 4. Từ phép tính này, ta cũng lập được phép tính trừ tiếp là 7 trừ 4 bằng 3. Các phép tính vừa lập được chính là bảng trừ trong phạm vi 7. Ta cùng đọc lại. 7 trừ 1 bằng 6. 7 trừ 6 bằng 1. 7 trừ 2 bằng 5. 7 trừ 5 bằng 2. 7 trừ 3 bằng 4. 7 trừ 4 bằng 3. Chúng ta vừa ôn lại phép trừ trong phạm vi 6, 7. Tiếp theo, ta cùng ôn tập sang phép trừ trong phạm vi 8. Có 8 ngôi sao, bớt đi một ngôi sao. Ta có phép tính 8 trừ 1 bằng 7. Có 8 ngôi sao, bớt đi 7 ngôi sao. Ta có phép tính 8 trừ 7 bằng 1. Quan sát hình vẽ, ta viết được phép tính 8 trừ 2 bằng 6. 8 trừ 6 bằng 2. Có 8 ngôi sao, bớt đi 3 ngôi sao. Ta có phép tính 8 trừ 3 bằng 5. Tương tự, 8 ngôi sao, bớt đi 5 ngôi sao. Ta có phép tính 8 trừ 5 bằng 3.
Hình tiếp theo có 8 ngôi sao. Bớt đi 4 ngôi sao bên phải, ta viết được phép tính 8 trừ 4 bằng 4. Tương tự, có 8 ngôi sao, bớt đi 4 ngôi sao bên trái, ta cũng có phép tính 8 trừ 4 bằng 4. Đây là các phép tính trong bảng trừ phạm vi 8. Ta cũng đọc lại. 8 trừ 1 bằng 7, 8 trừ 7 bằng 1, 8 trừ 2 bằng 6, 8 trừ 6 bằng 2, 8 trừ 3 bằng 5, 8 trừ 5 bằng 3, 8 trừ 4 bằng 4. Trên đây ta vừa ôn lại các phép trừ trong phạm vi 6, 7, 8. Vận dụng kiến thức đó, ta cùng làm một số bài tập. Bài 1. Tính. Thầy có phép tính 6 trừ 2 bằng 4. Các phép tính tiếp theo các em thực hiện trong 1 phút. Thời gian bắt đầu. Thời gian làm bài đã hết, các em cùng đối chiếu kết quả. 6 trừ 5 bằng 1, 6 trừ 3 bằng 3, 7 trừ 1 bằng 6, 7 trừ 3 bằng 4, 7 trừ 5 bằng 2, 8 trừ 3 bằng 5, 8 trừ 4 bằng 4, 8 trừ 6 bằng 2. Thầy tuyên dương tất cả các bạn làm bài tập đúng. Vậy là ta đã hoàn thành nhanh chóng bài tập 1. Để nắm được cách làm bài tập trong phép tính có nhiều lần tính, ta cùng chuyển sang làm bài tập số 2. Bài 2. Tính. Phép tính thứ nhất. 6 trừ 4 trừ 2. Đối với dạng bài tập này, các em thực hiện như sau. Trước tiên, ta lấy 6 trừ 4 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0, viết 0. Tương tự, ta làm các phép tính tiếp theo. 8 trừ 1 bằng 7, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. 7 trừ 4 bằng 3, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1. 8 trừ 3 bằng 5, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. Qua bài tập số 2, các em lưu ý, đối với phép tính có nhiều lần tính, ta thực hiện lần lượt từ bên trái sang bên phải. Chúng ta cùng làm bài tập số 3. Bài 3. Ý A. Viết phép tính thích hợp. Quan sát hình vẽ. Có 6 con vịt. Một con vịt chạy đi. Ta viết được phép tính gì? À, ta viết được phép tính 6 trừ 1 bằng 5. Ý B. Viết phép tính thích hợp. Có 8 quả ổi. Bớt đi 3 quả ổi. Ta viết được phép tính gì? Là viết được phép tính 8
trừ 3 bằng 5. Khi thực hiện bài tập dạng này, các em cần lưu ý. Trước tiên, ta phải quan sát tranh. Sau đó, nêu bài toán và viết phép tính phù hợp với bài toán đã nêu. Chúng ta vừa ôn lại phép trừ trong phạm vi 6, 7, 8. Qua bài học, các em học thuộc và ghi nhớ các bảng trừ và làm các bài tập phần tiếp theo. Chào tạm biệt các em.